Con yêu ra đời là minh chứng tình yêu của cha và mẹ. Cha mẹ yêu con, mong muốn cho con có một mái nhà đủ đầy, hạnh phúc, cả về vật chất lẫn tinh thần. Mang theo tình yêu ấy, cha mẹ lao vào cuộc sống bộn bề lo toan, chịu những áp lực về thể xác cũng như tinh thần, chỉ mong con lớn khôn từng ngày. Nhưng sự thật là khoảng cách giữa cha mẹ và con trở nên ngày càng xa, khi mẹ không có thời gian tìm hiểu những sở thích của con, không có thời gian để trò chuyện và hiểu con. Rồi những tuổi thân, những giọt nước mắt của con rơi xuống, mẹ cũng đau đớn, bất lực. Mẹ phải làm sao để hiểu con đây? Chương trình Góc Chân Yêu Thương được ra đời, những hoạt động gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Tạo ra sự đồng điệu nơi tâm hồn. Các con sẽ được trải nghiệm sự chăm sóc cha mẹ qua hoạt động rửa chân để kết nối và thấu hiểu. Con hiểu hơn sự vất vả của mẹ cha qua đôi chân sần sùi chai sạm. Thế nên, cúi xuống rửa chân, tình yêu thương trong con được nuôi dưỡng. Cúi xuống rửa chân, con bỏ đi tính bướng bỉnh kiêu ngạo thường ngày. Cúi xuống rửa chân, con học cách biết ơn công đức sinh thành dưỡng dục. Cúi xuống rửa chân, con học cách tha thứ cho tất cả những tổn thương, dù vô tình hay cố ý, đã xảy ra giữa con và cha mẹ. Còn bao nhiêu lần nữa con được nói lời yêu thương, được nói lời xin lỗi, được thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ của mình. Hãy trân trọng những điều quý giá mà con đang có, con nhé. Và em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có mặt ở trong Corona. Và em đến Corona cũng vì con và vì nỗi đau gia đình. Và đến bây giờ, sự chuyển hóa của em so với chị Sen thì có thể nó chỉ là một phần. Nhưng đối với bản thân em thì đó là một sự chuyển hóa cũng vô cùng lớn. Và điều tuyệt vời nhất hôm nay, nhờ có chương trình Osana đây, Góc Chân Yêu Thương mà em mời bố đến đây. Vì là sức khỏe của bố đang yếu nên là buổi chiều nay bố không có mặt được. Nhưng mà em cũng thấy thật sự là cô chú chị hạnh phúc hơn em, bởi vì em chưa được từng ai rửa chân cho mình ngoài mẹ em rửa chân cho em. Thế nhưng mà điều hạnh phúc nhất của em đó là mình được rửa chân cho mẹ mình. Hàng trăm bức tâm thư thể hiện tấm lòng của con đã được gửi đến cha mẹ. Những cảm xúc, những niềm vui động lại trong trái tim của bậc sinh thành. Tiếp nối giá trị yêu thương đó, Góc Chân Yêu Thương đã liên tục được lan tỏa tại nhiều tỉnh thành của đất nước. Cùng Âu Gia Lai kết nối tình thân, cùng Âu Gia Lai đưa hiếu lễ nghĩa đến từng nhà. Hàng ngàn con người đã kiến tạo gia đình hạnh phúc cùng Âu Gia Lai. Còn bạn thì sao? Âu Gia Lai đang chờ bạn.